Cách người bình thường suy nghĩ. Cách người bị overthinking suy nghĩ. Trong một ngày thì bộ não nặng chỉ 1,4 kg của những người nghĩ quá nhiều sẽ đặt ra hàng loạt các câu hỏi: tôi đã làm đủ tốt hay chưa? Liệu có thể làm tốt hơn không? Người khác sẽ đánh giá tôi như thế nào nếu có một sai lầm nhỏ nhỏ? Cái kiểu suy nghĩ mà gắn liền với sự hối tiếc và cảm giác tội lỗi này, hay lo lắng thái quá về những chuyện ở thì tương lai, là biểu hiện của một căn bệnh trầm kha ở giới trẻ hiện nay. Hiểu đơn giản đó là hội chứng overthinking. Vậy thì có thứ gì ở trong đầu của họ khiến họ trở nên rối ren, lo lắng và nghĩ nhiều đến như thế? Và tại sao những người trẻ thế hệ Gen Z lại ngày càng trở nên overthinking nhiều hơn? Hãy cùng giải đáp trong video ngày hôm nay. Vậy thì overthinking là gì? Đúng như tên gọi của nó, suy nghĩ quá nhiều. Overthinking là một hành vi tâm lý mà người ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng để suy nghĩ về một vấn đề. Thường là những vấn đề nhỏ nhặt hoặc là không cần thiết và không thể nào chuyển những suy nghĩ này thành hành động hoặc một kết quả tích cực nào đó. Do vậy thì người bị overthinking thường cảm thấy rất là áp lực, căng thẳng và không thể thoát khỏi vòng suy nghĩ không ngừng, liên tục đánh giá và cảm thấy không hài lòng, đau khổ với những suy nghĩ ấy. Điều này lặp đi lặp lại nhiều đến mức chúng gây cản trở cho cuộc sống của bạn. Mọi vấn đề lớn nhỏ qua cách nhìn của người mắc bệnh overthinking đều trở nên nghiêm trọng. Nó có thể ví von dễ hiểu, kiểu như là chuyện bé như con kiến, nhưng qua đầu họ thì biến thành một con voi vậy. Overthinking khiến cho người ta lo lắng thay quá và tự suy diễn mọi chuyện. Đi thang máy thì lo thang máy bị rơi, ngồi đằng sau xe máy thì sợ bị quấn chân hoặc là váy vào bánh xe. Hay là suy nghĩ nhiều bởi lời nói của những người khác theo một hướng tiêu cực, cuống quýt vì một bài tập chưa hoàn thành. Nghe thấy người ta xì xào bàn tán, liền nghĩ ngay là họ đang nói về mình, mà còn nhất định là nói xấu cơ. Hay là bạn trai chỉ cần nói một câu: hôm nay không đi xem phim đâu nhá, thì liền ngồi suy diễn kiểu như là tại sao lại không đi, hay là anh ấy đi với người khác rồi, anh ấy sẽ đi chơi à, hay anh ấy hết yêu mình rồi, kiếm cớ không gặp nhau để chia tay, vân vân và mấy các kiểu suy nghĩ bị làm quá mức. Đúng là nói một nhưng mà hiểu lại thành 10. Overthinking không phải là rối loạn tâm thần, nhưng có thể là triệu chứng của một rối loạn tâm thần tiềm ẩn khác. Một số loại rối loạn tâm thần có triệu chứng overthinking đó chính là trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD, hay là rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD. Những người bị overthinking, họ ý thức được căn bệnh này đang khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, nhưng mà không biết cách nào để thoát ra. Có một cô gái tên là Thu Hương, 22 tuổi, quê ở Hải Dương, là một cô gái cầu toàn, ít khi hài lòng với kết quả học tập và lúc nào cũng cau mày nhăn mặt với mọi vấn đề. Mỗi khi gặp một chuyện nhỏ như trục trặc ở nơi thực tập, liền truy vấn bản thân và tự tưởng tượng ra quá nhiều lý do, hậu quả của nó. Mặc dù là chỉ vài tuần sau, vấn đề được giải quyết bằng cách nhẹ nhàng, không như giả định trước đó mà cô nàng suy diễn, nhưng mà nó vẫn khiến Hương mất ăn mất ngủ. Nữ sinh này kể thêm, có lần cô đã khiến bạn bè phát cáu chỉ vì than thở một vấn đề quá nhỏ trong vài lần liên tiếp. Đối với bạn bè của Hương, đó là vấn đề rất dễ giải quyết, nhưng mà cô lại đưa ra mọi lý luận để nâng cao quan điểm và khiến nó trở nên trầm trọng hơn. Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh bản thân hay nhân hóa sự việc, hay là quan trọng hóa vấn đề lên như vậy ấy chưa? Nếu mà từng một vài lần mắc phải thì không có sao cả đâu. Bởi vì hội chứng overthinking là một phản ứng tự nhiên của mỗi con người khi đối diện với một tình huống khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên là nếu điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì tình hình có vẻ phức tạp và tiềm tàng nhiều mối nguy hại hơn. Những hiểm họa tiềm tàng. Một chàng trai 22 tuổi, hiện ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ bản thân là một người mắc phải overthinking. Anh chàng này cho rằng vì bản thân nhạy cảm, mơ mộng nên luôn mong mọi thứ diễn ra như dự định. Khi mà gặp trắc trở, không như tính toán ban đầu, cậu ta thường gặp những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến công việc và sinh hoạt. Ban đầu thì không nghĩ là mình bị overthinking đâu, cứ nghĩ là mọi chuyện 2-3 hôm rồi sẽ ổn. Nhưng mà càng về sau, tôi càng không thể nào thoát khỏi những điều tiêu cực và suy nghĩ thái quá. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu nhận biết. Overthinking như là một trái bom nổ chậm, tôi hoàn toàn bế tắc, không biết cách nào để thoát khỏi nó. Vào tháng 12 năm 2022, trong một lần đối diện với những suy nghĩ tiêu cực, cậu ta đã tìm cách giải quyết bằng cách lấy dao làm cứa vào cổ tay, với ý niệm tự hành hạ bản thân. Nhưng mà may mắn, các vết cắt không đủ sâu để cướp đi tính mạng của chàng trai trẻ. Sau vụ việc đó, tình trạng tâm lý của bạn này ngày một tệ hơn. Cậu ta sau đó đã thử tìm đến các chuyên gia tâm lý để đánh giá tình hình. Được chuyên gia khuyến cáo gặp bác sĩ, bạn mới thực hiện theo và được kê thuốc điều trị.
Sau một tháng sử dụng thuốc, cậu ta cảm thấy bớt lo âu nhưng mà lại khiến bản thân trở nên buồn ngủ nhiều hơn. Thế nên nam sinh đã dừng điều trị ngay sau đó. Nam thanh niên cho biết bản thân vẫn thường xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như là quyên sinh, hành hạ thân thể để đau khổ về thể xác với bớt đi đau khổ tinh thần, với tần suất không đều đặn và khó có thể mà kiểm soát. Theo bác sĩ Vũ Kim Hoàn, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, chuyên khoa tâm thần, nội khoa tổng quát của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết là trong vòng 6 tháng đầu năm 2023, có đến 90.141 lượt bệnh nhân đến khám với các rối loạn và tâm thần tại đơn vị này. Bác sĩ Hoàn cho biết, khi vướng vào thì họ dần trở nên buồn chán, mất thích thú, dễ mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên, khó tập trung, mất tự tin, khó quyết đoán. Nặng hơn là sẽ có mặc cảm tự ti, mặc cảm tội lỗi, cuối cùng có ý nghĩ về cái chết. Nếu mà không được điều trị kịp thời, sẽ có ý tưởng tự sát rõ ràng, sắp xếp kế hoạch và cuối cùng là thực hiện hành vi tự sát. Bác sĩ Hoàn cũng đề cập tình trạng overthinking rất thường gặp ở giới trẻ. Vậy thì tại sao người trẻ, thế hệ Gen Z lại ngày càng trở nên overthinking nhiều hơn? Một thế hệ đầy sự hoài nghi và áp lực. Phần lớn điều này xảy ra ở Gen Z, những thế hệ 9X, 10X. Bởi vì họ đang bị ngợp trước những thành tích đến từ môi trường xung quanh, đặc biệt là trên mạng xã hội. Sự phổ biến của mạng xã hội khiến người trẻ rất là dễ dàng quan sát được cuộc sống của người khác, mà thường là một cuộc sống rất là lung linh, ảo diệu, hay còn gọi là sống ảo. Lương thì 5 triệu, còn đang phải ăn mì tôm thay cơm. Thế mà ngày nào lướt điện thoại cũng thấy các chủ tịch thử lòng và cái kết. Đại gia với những chiếc túi sách hàng hiệu, da cá sấu tiền tỷ, nữ doanh nhân thành đạt chia sẻ chiếc ly sống, lắc một cái ra đồng hồ trăm tỷ. Rồi các nghệ sĩ KOL, thậm chí là người bình thường nào cũng có thể chia sẻ thành công của bản thân. Từ đó những bạn trẻ sẽ có sự so sánh, với tâm lý muốn chứng tỏ bản thân, luôn mong muốn có thể đạt được mục tiêu của chính mình, nên họ nỗ lực điên cuồng để có thể đạt được điều đó. Mình phải đạt được cái này, đạt được cái kia. Có thể nói là Gen Z không bao giờ cho mình dừng lại nếu như đang cảm thấy thua kém người khác. Hàng ngày họ luôn đặt ra những kỳ vọng, những deadline, những KPI, những tiêu chuẩn cao hơn cho cuộc sống của mình. Nhưng mà khi không đạt được, sẽ dễ dàng cảm thấy thất vọng. Một nguyên nhân tiếp theo, đó chính là áp lực đồng trang lứa. Với sự bùng nổ của Internet, các bạn trẻ có thể so sánh bản thân mình với bất kỳ ai trên mạng xã hội, so sánh với những thành công của người ta. Chính vì vậy, áp lực về sự thành công sớm cũng khiến người trẻ dễ suy nghĩ nhiều hơn. Nói trắng ra là áp lực con nhà người ta. Bên cạnh đó, thiết bị công nghệ giúp tạo ra một thế giới phẳng, nhưng việc dành phần lớn thời gian giao tiếp qua mạng dễ làm đi mất kết nối trực tiếp với những người xung quanh. Gen Z là thế hệ được tiếp xúc nhiều với công nghệ, cuộc sống của họ gắn liền với sự phát triển của công nghệ, nên hiện tại nhiều bạn trẻ dành đa phần thời gian của mình trên thế giới ảo thay vì hòa mình với thiên nhiên. Vận động ngoài trời như những thế hệ trước thì Gen Z lại gắn bó với máy tính, với mạng xã hội, với điện thoại, với những hình thức giải trí khép kín. Không phải là Gen Z không chịu vận động, nhưng mà họ có nhiều lựa chọn dịch vụ vui chơi giải trí hơn so với thế hệ trước. Thay vì trồng đít bắn bi, lùa nhau, đi chợ chơi bắt bướm, thì giờ đây đi ra đường không khó để bắt gặp những tốp bạn bè ngồi cà phê, nhưng mà mỗi người một cái điện thoại, ai cũng chúi mắt vào điện thoại riêng của mình. Cuộc nói chuyện có lẽ chỉ là gặp gỡ nhìn mặt nhau, cho thêm phần sinh động. Hay còn gọi là căn bệnh FOMO, là một từ mới trong tiếng Anh được sử dụng khá là phổ biến, ám chỉ hành vi tập trung chú ý vào thiết bị di động mà phớt lờ những người xung quanh. Tệ hơn là có những cặp vợ chồng từ chối cả những chuyện chăn gối, mỗi tối mỗi đêm, chỉ vì cả hai mải mê với smartphone. Hãy thú thật đi nào. Bạn đã bao giờ bị phục bình hay chưa? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Cái việc ngồi hàng giờ cầm điện thoại và lướt Facebook, TikTok có thể khiến ta sản sinh ra chứng ghen tị và dẫn đến trầm cảm vì cảm giác bị thua kém người khác. Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm ngoái của Đại học Missouri của Mỹ, đã cho thấy việc theo dõi sít sao mọi thứ trên Facebook là nguyên nhân gây ra phiền muộn cho nhiều người. Cách để giảm bớt trầm cảm trong trường hợp này là gì? Rất dễ thôi, đừng có lướt điện thoại nữa. Nguyên nhân tiếp theo thì cũng có thể đến từ gia đình bạn bè. Sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, cha mẹ lại tân tiến hơn, nên mong muốn con cái phải làm được nhiều điều lớn lao trong xã hội. Cho con cái học nhiều thứ, muốn con thành danh thành tài, thành ông nọ bà kia, mà không quan tâm tới cảm nhận của con. Trường hợp khác thì bận bịu đi làm, nghĩ chỉ cho con cuộc sống vật chất mà để đứa bé thiếu thốn với mặt tinh thần. Cha mẹ và con cái càng ngày càng xa cách, dẫn tới đứa bé bị trầm cảm hay tự kỷ. Chính vì thế mà tâm sinh lý của Gen Z, thế hệ tương lai của đất nước ta, cần phải được quan tâm, chăm sóc kịp thời nhằm tránh xảy ra những tổn thương, đau khổ không đáng có. Cái việc đầu tiên mà người overthinking cần làm, đó là học cách tin tưởng vào bản thân mình. Ngừng suy diễn, tập hít thở, vận động thể chất, ăn uống lành mạnh.
cuối cùng là hãy nhớ rằng không có ai hoàn hảo hết và mỗi người đều có những lỗi lầm và thất bại. Hãy chấp nhận bản thân mình và biết trân trọng cuộc sống. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân bạn và không để overthinking ảnh hưởng đến việc bạn ra quyết định với chính cuộc đời của mình. Nhớ nhá. Và nếu mà có những điều bí ẩn thú vị luôn thu hút bạn, kính mời các bạn cùng đón xem tiếp. Có gì bên trong não của một người mắc chứng OCD, bệnh sạch sẽ, đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.